Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và kênh của mình là Thảo Mì Linh các bạn ạ. Thì hiện tại thì Linh đang có mặt tại chỗ homestay Thảo Gia. Thì hôm nay là chỗ không gian chỗ đây thì rất là rộng, nên là Linh đã dẫn Nô ra chỗ này để Nô tập đi chỗ này nhé mọi người. Chỗ nhà đây là nhà của bác Linh. Đấy thì mọi người nếu mà có ghé qua chỗ homestay Thảo Gia thì mọi người có vào đây để ủng hộ chỗ gia đình nhà bác của Linh. Đấy thì bây giờ thì Nô chào tất cả mọi người nào. Được rồi, đấy đi vào trong đi. Đấy thì hôm nay Linh vào đây là Linh, hôm nay sáng nay là Linh cũng đi mua hai cái quần đùi cho Nô để Nô mặc cho đỡ bó nhá mọi người. Không, cái quần của Nô đấy bó quá, xong là đi lại nó rất là khó. Đấy đi vào trong đi Nô. Đấy đi vào trong nhà. Đấy đi vào thay quần, xong là mình tập đi một lát, xong là chiều là anh đưa Nô đi về. Có thích ở đây không? Có thích ở đây. Ở nhà đường khó đi lại quá nên là cũng chán đây. Đấy, cái ba lô Linh cũng không dùng đến là cũng tặng lại cho Mino luôn. Đấy, rất là thương em nhé mọi người ạ. Thì hôm nay là Linh muốn là cho em lên đây ở chỗ không gian thì nó rộng, yên tĩnh mà không có người, để Nô đỡ ngại, Nô có thể ở đây là Nô tự tập. Đấy, chỗ này là chỗ không gian, chỗ homestay Thảo Gia. Nếu mà mọi người có ghé qua Mèo Vạc ấy, thì mọi người có thể vào đây ủng hộ cho homestay Thảo Gia nhé. Chính xác là cái homestay Thảo Gia này là của chính xác là người Mông làm nhá mọi người ạ, là bác của Linh, Linh cũng là người Mông đây. Đấy vào đây thay quần, đi vào đây thay quần. Đấy mình thay quần xong là mặc cho nó thoải mái rồi mình tập. Đấy chỗ này vừa đẹp xong là vừa rộng nhá, đúng không? Đấy đi vào đấy. Đấy bây giờ là em những cái bước đi tập tễnh của em là bây giờ cũng là ổn rất là nhiều rồi. Đấy thì bây giờ chỗ chân của Nô đây là phải là cởi giày ra trước đã rồi mới cởi cái chân giả ra trước đã rồi mới thay được cái quần mới nhá mọi người. Đấy về xong là tí về xong anh nhắc bố nhá. Về xong là phải cái này mình phải giặt đi nhá, cái tất này này nhớ chưa? Có mặc quần đùi trong đấy không? Quần na lúc tỉ mè không? Na thế cởi đi không ngại đâu. Đấy phải giặt cái tất này như này cho nó sạch sẽ, nó đỡ bị hôi. Ở lúc đấy là mình quên mua tất nhỉ. Đấy lúc đấy là Linh có mua hai quần cho Nô đây là hết 140. Một cái là, không phải, 160, một cái 80.000. Đấy thì mua cho Nô để Nô mặc lại cho nó thoải mái là 180.000. Đấy đây là cái món quà của cô Thi ở Hà Lan có gửi Linh 2 triệu để Linh vào thăm những cái gia đình nào khó khăn, thì hôm nay Linh cũng là trích luôn để Linh mua cho Mino đây, mua hai quần cho em mặc thoải mái. Đấy, mặc cái quần này cho nó thoải mái này, chân kia đâu kéo lên, cởi cái áo này ra đi, cái áo này nóng lắm, cởi ra cho tí. Trong này có tiền không? Cất luôn nhá. Cất đây. Đấy cứ cởi cái áo đi ra đây. Đã lúc cho nó ăn rồi. Đấy mặc lên cho mát mẻ. Bây giờ mùa hè đến rồi. Đấy đi, mình lại đi chân giải tiếp. Đấy chưa, nhớ chưa, nhắc là về phải giặt mấy cái tất này nhớ chưa. Đấy, rất thương mình Nô mọi người. Bây giờ là Nô đã bắt đầu là đeo quen được cái chân giả này rồi. Có bó không? Có chanh không? Chanh nhá. Để anh làm cho nó không bó nhá. Đấy tập đi tí nhá, ở chỗ này mình có không gian rộng, về nhà mình không có chỗ nào rộng đâu. Thấy chưa? Tập đi cho nó quen đi.
ok rồi, thì là một cái giày như này buộc không chắc rồi. Ai dạy nó buộc cái giày đấy, bố à, hay tự buộc? Hả? Mình tự buộc hay là bố dạy ấy? À, nó buộc này là chết giày nhá. Kia chưa? Đấy. Dạ ơi. Kia. Còn nóng quá không? Đẹp trai này cơ mà. Thì là mấy hôm nữa là đi cố gắng học giỏi nhá. Bỏ cốc về đây cho nóng, nóng ấm, mát này. Đấy, đi ra sân tập đi. Đấy, đi ra sân. Đấy, cứ tập đi như thế, đi thẳng lên, đi thẳng ra bên kia là về, tập ở trong chỗ đó mà. Đúng rồi, nhìn đường thẳng lên, nhìn thẳng lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, đi tiếp đi. Đi một hai phút nữa xong nghỉ, nghỉ một lát rồi lại đi tiếp. Đấy, tập cho nó quen, xong là mấy hôm nữa mai là tí nữa chiều nay mình về, tối mình lại phải học bài, xong là mình còn là lên lớp 1 mình học nó còn nhanh hơn. Đúng rồi, cố gắng lên. Nhìn đường, nhìn thẳng, đấy đúng rồi. Nhìn thẳng về anh này. Đúng rồi, đúng rồi. Cố gắng lên. Đúng mệt đâu, có lì. Lì, lì ra. Đấy, nước vòng nữa, nước vòng nữa, cố gắng lên. Cố gắng lên, nước vòng nữa, xong mình đúng rồi, đi. Đi. Một tay gọi là cố gắng ấy. Đúng rồi. Rồi, nhìn đường. Mình đi mình phải nhìn đường chứ cũng nhìn chân. Nhìn đường thôi. Mình cảm giác cái chân của mình như ta đấy. Đấy, nhìn đường đấy. Đấy, thì anh lấy một ghế ra cho mình ngồi nhé. Cố gắng lên, sắp được rồi ấy. Cái này vừa đẹp lại vừa dễ tập nhỉ? Hay là vừa giống gò thì anh lông màu ke được nhỉ? Ấy Nô cũng bảo với Linh là chỗ này nó rất là bằng phẳng, phong cảnh rất đẹp nên Nô rất thích. Chỗ này mà tập thì không có ai nhìn thấy đỡ phải ngại. Hai vòng nữa xong mình nghỉ, xong là lúc trưa nay xong là trong chiều anh đưa Nô đi về, xong là mai mai chủ nhật rồi, chiều anh đi còn thi nữa. Xong là thế là cuối tuần lúc nào mình rảnh là mình lại ra nhá, nhớ là lại ra đây nhá, thấy chưa? Ra đây mình lại tập để cũng kiếm đi trong đóng nắp vào. Đấy, sắp đến là chương trình câu vai đấy, 27/3 âm lịch sắp đến đấy, mấy lớp tuần sau hết tuần sau là đến là chương trình rồi đấy. Mấy nữa Nô ra đây là trông khách hộ anh Linh không hả? À, cứ bắt được chịu khổ quá mà bưng cái bát này làm đấy giả công mà. Đấy cũng là nhân tiện đây Linh muốn nói là cũng là sắp đến là ngày chợ tình khâu vai 27/3 âm lịch hàng năm. Đây là một cái chợ mà rất là đặc biệt mọi người ạ, một năm chỉ có một lần thôi, người ta hay gọi đây là cái chợ ngoại tình đấy. Nhưng mà Lý chỉ trêu thế nhá, mọi người đừng có nghĩ gì nhá. Đây là cái chợ tình có nghĩa là 27/3 âm lịch thì là đôi nam nữ là hẹn nhau hẹn hò với nhau là ngày 27/3 âm lịch này sẽ gặp nhau tại xã khâu vai để nói lại những trong vòng một năm đã làm như thế nào, sống như thế nào, làm ăn có tốt không. Có nghĩa là những cái đôi trai lứa mà ngày xưa không lấy được nhau ấy thì người ta có thể đi gặp vợ, đi gặp được mà chồng đi gặp cũng được. Lúc đấy là hai vợ chồng có thể tách biệt ra nhau và đi đến chợ tình. Đấy, mệt chưa? Đỡ chưa? Tiếp tục là đứng lên đi tiếp. Cố lên. Cố lên. Thắt được rồi. Đấy, đúng rồi, đi. Đấy. Chỗ này thì rất là bằng phẳng nên là Mí Nô tập rất là dễ. Như nhà Mí Nô thì là cái nền nhà chưa lắp nên là toàn là đất nên nó rất là gồ ghề và rất là ổn gà.
nhưng lại em không để sợi nó đi rất là khoảng được. Đi chậm thôi. Đấy đi đây, đấy phải đi thẳng này thì thế em không nhìn thấy cái gì đây. Chút giờ mình cũng không nhìn thấy cuộc sống cái gì đây. Đúng rồi, quay lại, cố lên, cố hai vòng với tôi, sau là mình nghỉ. Cố lên, cố lên. 4 ngày là Linh sẽ dạy Mino tập này đi. Chắc là tầm khoảng 1 tháng thì là chắc là em sẽ đi tốt rồi mọi người. Rồi, quay lại, quay lại. Cố lên đấy, đi chậm chạp thôi. Đấy, từng bước nhỏ thôi. Nhìn đường. Nhìn thẳng đường. Đấy, đi nguyên trong cái ô đấy, đấy nhá, không được đi ra ngoài nhá. Đấy, cố lên, cảm giác như kiểu là mình đã có đôi chân thật đấy. Đấy, mình nữa còn có chân thật xong rồi đi tán gái. Không phải nhảy lò cò nữa, không phải tị nạnh bạn bè nữa. Rồi, cố lên. Nó còn nữa thôi, nghỉ. Đấy, mỗi ngày chỉ cần tập như này thôi. Sáng tập một tí, trưa tập một tí, chiều tập tí, tối tập tí là được. Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 10 đến 15 phút thôi. Cố lên, cố lên. Đấy, nhìn đường ơi, nhìn đường ơi, đấy, cố gắng lên. Được rồi, về nghỉ, ngồi uống nước, ngồi uống nước. Rồi, tập thế thôi. Học đây, học đây, dạo học đây. Đấy, trời nắng lên này, không tập nữa. Đấy, uống nước đi. Lấy nước uống đi, đấy. Có mệt không? Có mệt không? Có lị. Mệt à, đúng rồi, cố gắng lên. Thì mệt thì mình mới đánh đổi được nhá. Đấy là vừa rồi là Linh có quay lên những cái thước phim để cho mọi người xem được cái quá trình mà Mino một chân đang tập luyện rất là tích cực để em có lại được những cái bước đi như người bình thường. Đấy thì bây giờ thì chắc là cái buổi tập hôm nay là sẽ kết thúc tại đây. Và Linh xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả xem trên kênh của Thảo Mỹ Linh Linh Vừa Giang. Thì cũng mong muốn là mọi người hãy ủng hộ và đồng hành và luôn luôn theo dõi kênh của Linh nhá. Linh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn ủng hộ kênh của Linh. Và bây giờ Linh xin chào tất cả mọi người. Nội chào tất cả khán giả của anh Linh trên kênh của Thảo Mỹ Linh nào. Xin chào tất cả mọi người nào. Xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Ok thế nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Nếu mà mọi người có dịp lên với Mèo Vạc Hà Giang thì là mọi người có thể ghé qua Homestay Thảo Gia nhá. Đấy thì Homestay Thảo Gia đây là đúng là chân chất là của người Mông làm luôn mọi người ạ. Đây có những cái nhà kiến trúc gần giống như kiểu Pháp đây, rất là đẹp. Với có cả nhà sàn của người Tây đây. Thì rất là đẹp luôn mọi người. Đấy. Thì mọi người lúc nào có dịp lên du lịch Hà Giang thì có thể ghé qua đây. Mà lên Hà Giang mà không hiểu về lịch trình du lịch hay cái gì thì có thể EP và liên hệ trực tiếp với Linh nhá. Linh có thể hướng dẫn trực tiếp cho mọi người.